như ta đây là Ngọc Hoàng Thượng Đế, đã bao năm rồi không xuống trần gian. Hôm nay tâm tư ta cảm thấy nhẹ nhàng, được bà tả cho phép xuống trần gian một chuyến hồ biến. Ôi, chỉ cần hồ biến một cái, áo mão cân đai râu ria không còn nữa, con người ta cảm thấy nhẹ nhàng quá. Ủa, sao hồ biến xuống đây sao giống cái công viên quá vậy ta? Đúng rồi chứ còn gì nữa. Thử dạo một vòng cho coi chơi có nè. Buồn nào hướng đêm nay, buồn nào hướng đêm nay. Ai? Khi ngoài kia bao tố đầy trời. Thằng nào ca nghe được quá ta. Từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thâu, thương thầm mối tình nhau. Trời ơi, ngày về ôi xa quá, căn nhà còn miệt mài. Nhóc, nhóc, nói nghe nè, tao kêu mày á. Mày kêu ai nhóc? Mày. Tưởng này gan tao, dám ngoắt tao mày. Lợi nói nghe. Gì? Đứng đàng hoàng đi. Đứng đàng hoàng nè. Hai mình đứng gần á. Sao? Tao già ăn ba mày luôn á. Mày hổn quá mày. Thiệt á, mày nhìn kỹ đi, mày nghĩ sao mày kêu tao nhóc vậy mày? Tao thấy mày rách rưới lang thang, mày hát hay quá tao khoái. Rách rưới lang thang, ca hay là ca hay. Thì hay thiệt chứ bộ. Bò. Bò. Bò là gì? Cho tiền. Chết cha, tao đâu có biết tiền là gì mày. Gì cười mày? Biết nhà nãy đâu rồi. Này hay quá ta, mới gặp mà biết nhà. Ra đây chơi chừng nào về trống. Mày nói gì vậy? Mày bị điên á. Gì điên mày? Người ta sao không biết xài tiền? Mặc dầu tao không biết tiền là gì, nếu ngươi giúp ta, ta tặng vật này giá trị gấp 10 lần tiền. Đưa ta xem. Coi nè con, từ từ mày đây nè, móc ra là mày hết hồn liền nha mày. Giật mình nhìn liền lần, nè. Nè con vàng. Khoái lời, trời dụi mắt rồi nữa, chói mắt mày không? Chói lắm mày không? Cho tôi thiệt hen. Trời tao giàu mà. Lớn không có chơi nói giỡn nha. Trời chuyện nhỏ mày ơi. Trời ơi ông cho tôi vàng nhiều quá. Coi cầm kì. Vàng mà tôi rung luôn á. Chứ sao bự quá mà. Rồi thằng này bệnh nặng lắm nè. Thằng này ở trọng ở lầu 2 chứ không phải dưới đất rồi. Người ta xài vàng 4 số 9. GBC. Ông nội xài 37, 77 là gì? Trời ơi vàng liền 3 vàng đó thấy không mày? Trời ơi có vàng kìa. Mày xạo xạo tao đá mày chết rồi mày tin không? 37, 77 số đề tượng trưng cho ai? 03 là xác chết. Đúng. 44 là dám nói tao con mày. À, 37, 77 là ông trời. Ông là con. Như vậy ông đây là Ngọc Hoàng. Trời ơi chết tôi rồi. Hôm nay tôi gặp Ngọc Hoàng. Nánh mày, mày, nánh mày, nánh mày. Mày mất dạy, mày dám đánh Ngọc Hoàng mày. Tao đang khóc ai cho mày cười? Ê cười không cho hả mày? Không mày, mày không thể cười trên cái sự đau khổ của người khác. Mày nói mày Ngọc Hoàng sao mày không biết tao? Ý dạ. Mày là thằng nào? Giới thiệu cho nhà ngươi biết, 23 tháng chạp ai cũng cúng cho tan hết. Ngươi đây là láo hả con? Láo với tao hả? Táo quân mà không nhìn ra ta hả? Ta là thằng nào? Ngọc Hoàng mày hỏi hoài. Ta đóng vô con mắt mày nâu giờ mày tin không? Mày dữ quá mày. Ngọc Hoàng người ta ở trên trời. Đúng. Râu dài. Phải. Đội mão. Chứ sao? Ngọc Hoàng hớt đầu đinh. Đúng. Hả? Mày. Ê xuống trần gian tao có quyền hớt đầu đinh. Xạo không tin. Không tin nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm sẽ nhìn ra ta. Chưa, ta đâu có khùng. Tại sao? Nhắm mắt mà giật đồ tao sao? Gì? Ê mày nhìn lại coi thân thể mày á, còn cái gì giật được không mày? Không. Cao lắm là còn cái quần à. Rồi tao nhắm mắt nè. Thử một lần xem sao. 1 2 3. Hồ biến. Ông là con. Thấy chưa con? Khác. À, trời ơi quá tao bữa nay tôi gặp thằng khùng. Cái khùng. Ê sao mày lợi dụng mà đánh hoài vậy? Biểu tao nhắm mắt mở mắt ra mày có khác mấy nào không? Ủa phải không? Mày nhìn lại đi, phải mở mắt ra mày đẹp.
Hình như tao xuống trần gian tao mất phép hết rồi, tao quên rồi. Xạo xạo, tao đá mày chết. Giờ để tao đi công chuyện nha. Đứng lại. Nữa. Nhà ngươi đừng ép ta. Ngươi cũng đừng ép ta. Hãy xem ấn chỉ của thiên đình đây con. Trời ơi, bây giờ quỳ xuống. Ngọc Hoàng Thượng Đế Gia Lâm, thần có mắt không trồng, xin Ngọc Hoàng tha thứ tội. Đứng dậy nghe ta hỏi. Dạ thần không đứng được. Tại sao? Đạp dậy sao đứng? Tao quên. Tao quên. Hãy đứng dậy nghe tao hỏi, tại sao áo mão cân đai mà ngươi không mặc, lại mặc áo thun còn xé rách lung tung. Nếu như Ngọc Hoàng đã hỏi thì thần xin được phép trả lời. Nói. Vì nhà thần đây đã ban từ lâu rồi, anh không còn chỗ ở. Mày đặt chơi nhạc với tao không mày? Nghe nhạc nè con. Nghe ta hỏi một câu, tại sao ngươi bán nhà, số tiền kia ngươi làm gì? Con có bán được đâu, nhà thì nhà người ta. Tao quên, thì ra mày ở ke. Vậy mày tự ái hả? Mày làm gì có nhà? Tao nói Ngọc Hoàng nghe. Khổn. Biết ta là Ngọc Hoàng mà dám xưng tao hả? Dạ thần không dám ca chữ tao. Chứ nhà ngươi mới ca chữ gì? Chữ táo sao ca? Chứ... Ngọc Hoàng ca thử coi được không? Này nó cũng sốc lắm nè. Chữ táo không biết hát phải không? Dạ. Nghe Ngọc Hoàng hát chữ táo học hỏi nè con. Thần học hỏi. Nghe nè. Ta... Ta... Chết cha rồi. Mày hát luôn đi mày. Xin phép Ngọc Hoàng. Ừ. Tao nói Ngọc Hoàng nghe. Sao? Người ta nỡ đành quăng thần ra gầm cầu. Trời ơi, tội cho tao quân quá. Vậy mà bấy lâu nay ta cứ tưởng tao quân ở nhà cao cửa rồng. Ở dưới gầm cầu thúi dữ lắm. Nên táo quân đắm say mơ mộng còn nhớ thương chi người con gái quê mùa. Ta gọi tên em bà tiên Bạch Thu Hà. Bạch Thu Hà ơi, tim ta như ngừng mạch máu. Không phải. Hoàng như chạy khắp dâu thân. Bậy rồi táo ơi. Bậy ông nội mày mày để tao bậy vậy. Mày lợi dụng chữ nữa hả mày? Xin lỗi, tại vì em lo ca em quên, tưởng bạn em nói kiều. Đã quên. Tao ca lộn mày ca ké mà ca tầm bậy nữa. Dạ thần có lỗi. Nghe tao hỏi. Dạ. Tại sao chủ nhà bán nhà mà để cho táo thân tàn ma dại? Ôi, đây là một câu chuyện sụp đổ gia đình. Buồn không? Buồn dữ lắm. Ừ, nói tao nghe coi. Kể lại thần muốn khóc luôn á. Kể cho ta nghe. Thần ráng thần không khóc nha. Ừ, kể đi. Ông chủ nhà thần đi nhậu. Đi nhậu. Nhậu. 5 giờ sáng thức dậy chạy đầu láng con. Ờ. Mặc áo vest thắt cà vạt. Đi nhậu tới 2 giờ đêm mới về. Tao nhậu dữ vậy mày? Về tới nhà, áo thì dắt dai. Ừ. Bỏ ngoài. Đứng trước cửa nhà vậy nè. Nhát ai? Ngủ gục. Trời, ngủ đứng hả? Vợ ra khiêu khiêu, giật mình thức dậy nhịn vợ cười. Má dưới quê mới lên hả? Nhậu tới mức độ mà nhìn vợ thành má luôn. Thế mới ghê. Ờ. Vợ mới kêu mình ơi, mình làm ơn mình vô nhà tắm mình tắm đi. À. Rồi trở ra tôi bàn công chuyện với mình. Rồi sao? Ổng vô nhà tắm, trở ra mặt tỉnh queo. Ê, sao hay vậy mày? Ông kêu vợ ông nói, mất nghe. Hả? Gì? Hồi nãy bà đi tắm bà tắt đèn chưa? Ờ. Bà nói tắt rồi, vậy thì nhà mình có ma. Nhà có ma? Tôi vô nhà tắm tôi mở cửa, đèn tự động cháy lên hết luôn. Ủa sao kỳ vậy mày? Bà mới biểu, dẫn xuống coi con ma. Dẫn xuống, ông chỉ đây, nhà tắm, bà để một cái bóp. Sao đánh ổng? Bà nói nhà tắm đằng kia, còn cái này là cái tủ lạnh. Trời ơi, nhậu tới mức độ mà tủ lạnh mà nhìn ra cái nhà tắm. Vậy mới ghê chứ. Hèn gì mở cửa đèn không cháy sao được. Đó. Tại sao người vợ đâu không ngăn cản? Nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật hả? Số đề. Vợ ghiền đề. Không có ghiền. Ra đường gặp chó dựa dắt cũng có số đánh nữa. Hay quá ta, kể tao nghe coi. Bà có một cái phơ dài nè. Ông mới nói bà đánh số đề hoài. Ờ. Thua hoài.
giờ tôi cho bạn con số nè, gỡ nợ nha. Hôm qua nằm chim bao thấy chạy chiếc xe tốc độ 150 cây số giờ. Dữ vậy? Bỗng nhiên thằng nhỏ băng qua đường, tôi thắng gấp. Đánh heo. Éc đánh heo. Dạ. Mà chiều sổ gì? Chiều sổ ké. Làm sao? Bán nhà chứ làm sao? Chồng thì rượu chè, vợ thì số đề cờ bạc, bán nhà thì con cái ở đâu? Đi học nhà nước lo. Ôi gì? Thì ra vớt vát được đứa nhỏ học bổng nhà nước lo phải không? Dạ. Nó học trường nào? Trung tâm cai nghiện. Vậy? Nó chơi xì ke rồi. Vậy là nguyên gia đình đó tiêu hết rồi. Ngọc Hoàng nhìn thần đi. Sao? Banh chạnh vậy thì gia đình nó còn gì nữa? Mày có chơi không? Trời ơi, không đủ nhỏ chơi làm sao cho thần ké. Sao nhìn người ngươi mắt sụp và te tua quá vậy? Buồn ngủ dưới dạ cầu mấy đứa nhỏ la quá ngủ không có được. Vậy là Táo Quân không có chơi? Dạ không. Kha khen cho Táo Quân, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi sình. Dạ tâm mùi bùn. Bùn sình giống nhau. Khác ở dưới trần gian ta gọi là bụng bùn bùn sình. Cũng một mùi à. Nhưng mà khác, con nói là bụng bùn. Mày nên. Hay quá ha. Đang nói mà cứ xía xía cái miệng vô hoài à. Bây giờ nhà ngươi trách nhiệm ở lại trần gian. Dạ. Nắm toàn bộ tình hình, năm sau về chầu cho ta. 22 thần về tới. Chuẩn bị tiễn ta về trời. Dạ khoan. Gì nữa vậy? Trước khi về trời, Ngọc Hoàng có lời gì nhắn nhủ với bà con trần gian ở đây không? Được, 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 nghe ta nhắn nhủ. Dạ. Trước khi về trời, xin chúc cho toàn thể mọi người không còn vất vả. Hay lắm. Làm ăn khấm khá, sắm nhiều vàng lá và tậu nhiều hông đa. Rồi. Nhưng nhớ, đừng có chở năm chở ba, tống hết ga, lỡ sụp ổ gà, xe lăn người ngã, có nhẹ lên băng ca, có nặng ra bãi tha ma. Hay quá. Riêng các cặp vợ chồng phải sống với nhau thật thà, đừng bao giờ dối trá. Người chồng đừng có ăn nhậu bê tha, không lo vợ nhà mà lo vợ người ta. Lúc đó ông ăn nem bà ăn chả, gia đình tan rã thì mỗi người sẽ mỗi ngã. Bà con nghe con chúc dần A có khá, cho một tràng pháo tay thật đã. Hay. Ngọc Hoàng khá khen cho Táo Quân. Không, Ngọc Hoàng hay quá. Xin Ngọc Hoàng cho thần tâm sự với bà con đây bằng tựa nhạc không được không? Thử coi. Ngọc Hoàng đếm nha. À. Xin khuyên quý ông đừng vì một phút tình cờ, một bài, cảm thấy tâm hồn trống vắng. Hai bài. Nhớ lại chim sáo ngày xưa. Ôi trời ơi. Đưa em vào hạ để tình thôi xót xa. Hay tiếp tiếp. Riêng quý cô đừng nghĩ tóc em đuôi gà, bên em là biển rộng bao la. Trời ơi. Con tim mù lòa dướng vào một kiếp phong ba, như thuyền xa bến đổ, khổ vì kiếp đỏ đen ghen người ấy và tôi, em chọn ai? Cha khen cho Táo Quân. Chúc Ngọc Hoàng sống lâu trăm tuổi. Khỏi cần chúc ta. Ta là Ngọc Hoàng đã sống dai rồi. Một lần nữa ngươi hãy chúc người trần gian. Xin chúc người trần gian trẻ mãi không già, cả nhà hạnh phúc. Xin chúc. Xin chúc.